hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, biểu trưng cho sự khởi đầu, mong muốn một cuộc sống chân, thiện, mỹ. Sức sống tươi trẻ căng tràn. Với các công trình tiện ích chỉ cách vài bước chân như trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, trường học quốc tế, trung tâm tài chính, sắp tới, Sunflower Mall sẽ là trung tâm điều phối thương mại và dịch vụ lớn nhất khu vực. Dịch vụ an ninh khép kín sẽ làm an tâm và hài lòng những cư dân khó tính nhất. Các ngôi biệt thự sang trọng được xây dựng đúng chuẩn, thiết kế hiện đại, rộng rãi mà không xa cách nơi lý tưởng để vun dưỡng tình cảm ấm áp, thiêng liêng của gia đình, ươm mầm những thế hệ tương lai. Sunflower City sở hữu những mẫu nhà liên kế phố với kiểu dáng hiện đại. Con sẽ là người thêm thêm giá trị cho cuộc sống của Sunflower City của chúng ta. Chỉ với 20 phút lái xe từ Thủ Thiêm bằng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành qua đường 319 để đến dự án. Trong tương lai chỉ mất 10 phút để đến sân bay Long Thành hoặc chưa đầy 60 phút để có thể thỏa thích tắm biển Vũng Tàu. Là dự án nằm ở trung tâm của sân bay quốc tế Long Thành và hơn 50 cảng chuyên dụng quan trọng nhất miền Nam, một quyết định mạnh mẽ sẽ đem lại sự thành công cho những người thành đạt. Sunflower City luôn cho ta một ngày mới tươi đẹp và đầy sức sống. Sunflower City ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay.